Ok, hello thân quay trở lại với channel của mình nha. Tìm là Gen Design nữa. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho em một cái sự kiện mới. Thì ở với cái sự kiện này thì em sẽ nhận được nguyên cái combo cấu trúc luôn. Thì mình thấy là cũng khá là ok nếu mà em nhận được cái combo này. Ở đây thì em sẽ nhận được một cái ba lô gấu này, cũng như là một cái nhân vật pet gấu và một cái skin gấu nha em. Đấy, cái skin này thì mình thấy cũng khá là bá đạo. Thì ở đây thì anh em sẽ nhận được cả những cái ba lô gấu ở cái mức là anh em sẽ nạp một kim cương nha. Khá là ngon đúng không? Nếu mà anh em nào mà chưa có cái ba lô gấu này thì mình chỉ cần một kim cương thì anh em có thể sở hữu được cái ba lô này. Khá đơn giản, ở mức 150 thì anh em sẽ nhận được một cái con pet gấu nha. Đấy, ở mức 500 thì anh em sẽ nhận được một cái skin gấu. Đấy. Cái con pet panda này thì mình đánh giá nó cũng khá là ok. Đấy, cái skin này thì trông rất là hổ báo luôn đấy. Để trong nói thế thôi chứ mình thấy là ở cái skin này thì cũng khá là đẹp đấy. Rồi ở đây thì nó sẽ cập nhật những cái skin mới nha em. Rồi thì ok thì mình sẽ vào review cho em xem luôn. Rồi thì ở đây thì mình sẽ vào xem là rằng là cái trong những cái con pet này, con pet panda thì nó sẽ như thế nào nha em. Ok thì mình sẽ đặt cái tên nick nã. Đấy, cái tên mặt định của nó là panda thì bây giờ mình sẽ cái tên gì đấy không đâu. Ok đấy, thì mình thấy là ở cái skin này cũng khá là ổn đúng không? Và cái skin này thì kiểu như nếu mà mình nghĩ là nó sẽ cộng thêm cho em một cái gì đấy, bởi vì ở cái skin này thì nó sẽ có một cái hiệu ứng gì đặc biệt đấy, như kiểu con chó ấy đấy. Cái pet chó thì nó sẽ cộng cho em những cái cộng máu này đấy, giúp anh em tăng cái lượng nhặt máu lên, nhặt đồ khá là nhiều đúng không? Đấy, nên thế là cực kỳ ổn nếu mà ở cái skin này nó vào trận đấu ấy, khá là ổn đúng không? Đấy, nó sẽ có những cái hành động như này, tại thì mới có hai hành động thôi, khá là dễ thương mọi người đúng không? Ok thì bây giờ mình sẽ vào và mình sẽ làm một trận cho em xem như này rằng cái con pet này thì liệu nó sẽ có tác dụng gì. Rồi ok thì xuống nữa thì mình sẽ có khá là nhiều sự kiện để giới thiệu cho em. Đấy thì anh em cứ đợi mình chơi xong cái trận này mình sẽ giới thiệu cho em luôn, chứ nữa thì mình sẽ chèn vào ấy. Ok. Với những cái sự kiện mình sẽ sắp giới thiệu đây thì nó khá là hay, cực kỳ hay luôn. Đấy thì cho nên anh em đừng có bỏ lỡ nha em. Đấy thì anh em nào đang xem cái video của mình mà chưa subscribe thì hãy nhớ là cho mình một lượt đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cả video hôm nay của mình cho em. Để mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video hay hơn nha em. Cũng như là sẽ ra những cái thông tin mới đấy giúp anh em cập nhật những cái thông tin mới về cái thử game Gunna Free Fire này nha em. Rồi ok thì hiện tại mình đang đấu đạo quân sự. Đó, mình nghĩ là mình sẽ nhảy đâu cũng được. Đấy. Ok, có lẽ mình sẽ chạy xuống đây đi. Ở dưới này thì cũng khá là ổn đấy. Ở cái lò rèn này thì mình nghĩ là sẽ có khá là nhiều đồ. Bởi vì hiện tại thì mình thấy rất là ít người nhảy xuống lò rèn. Đấy cho nên thì lâu thay thì cũng đổi không khí đây mà. Nhảy ở thung lũng khá là nhiều. Đấy, mình thường xuyên là nhảy ở thung lũng luôn, nó thật. Đấy, bởi vì thung lũng là một nơi rất là nhiều đồ. Vừa nãy thì mình tìm nhảy ở trên cái lò rèn kia mà thấy cao quá, mình nghĩ là sẽ nhảy xuống thì sẽ chết luôn đấy. Ok, nhảy trên này thì cũng là một cái đáp án sai rồi. Bây giờ nhảy xuống thì chấp nhận mất máu thôi. Rồi khá là đau đấy, khá là ổn đúng không? Đấy, cái con pet này thì nó cứ đi theo này đấy, nó đứng kia đấy, bắn nó thì nó sẽ biến nha em, nó mất tích luôn đấy, dưới em bắn thì nó sẽ mất lại nha em. Đấy. Đấy. Đây có bạn. Em thấy chưa? Nếu mà em bắn nó thì nó sẽ biến mất luôn. Cái này thì cũng khá là dễ thương ấy. Khá là ổn nếu mà anh em mà lấy cái con pet này đi đấu rank các kiểu, khá là dễ thương. Thì hiện tại thì mình không biết là ở server Việt Nam có ra hay không. Đấy thì hiện tại mình cập nhật ở server nước ngoài. Đấy thì mình sẽ cố cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái tự game Gunna Free Fire này nha em. Đấy, thì mình mong là ở cái sự kiện này thì nó sẽ ra ở server Việt Nam, bởi vì là cùng với cái sự kiện này thì nó sẽ ra nhiều cái sự kiện hơn nữa anh em à. Đấy thì bây giờ mình sẽ review cho anh em từng cái sự kiện cho anh em. Ở đây thì là sẽ là một cái sự kiện mới này. Đây, ở đây thì có rất là nhiều sự kiện luôn. Đấy, đầu đen này anh em có thể nhận là sale x2 vàng đấy, khá là hay đúng không? Từ mùng 5 đến mùng 7 anh em sẽ nhận được khá là nhiều. Ở đây thì anh em nhận những cái huy hiệu là trúc này thì anh em sẽ đổi được khá là nhiều quá ấy. Đấy, anh em cứ nhặt được những cái huy hiệu này. Đấy thì anh em sẽ vào game, anh em sẽ đổi được những cái huyền hiệu của đầu rừng đấy, cũng như là những cái trái dưa anh em ném trong sân chờ phải quay súng và một cái ND nha.
Ở đây thì anh em đăng nhập vào đấy, anh em đăng nhập đúng một ngày thì nó sẽ tặng em những cái skin format AK và cái khẩu MP5 cho anh em. Đấy thì đấy là một cái khẩu bộ skin mở ra khá là ổn, khá là hay nếu mà nó ra mắt ở cái skin lần này. Đấy, anh em đăng nhập vào thì nó sẽ tặng cho em những cái vật phẩm khá là nhiều ấy. Đấy, nếu mà anh em nào mà chơi ở server nước ngoài thì đúng thật là auto thích luôn. Bởi vì ở server nước ngoài là một cái server gọi tặng khá là nhiều đồ. Anh em lưu ý là không phải là cứ server nào cũng giống nhau nha anh em. Thì những cái server thì nó sẽ khác nhau và ra những cái sự kiện nó tương tương nhau thôi, chứ không thể nào nó giống nhau đâu. Trừ những cái sự kiện lớn thì nó sẽ giống nhau, còn lại thì nó sẽ gọi là kiểu nó sẽ nhận được những cái phần quà kiểu nó tương tự nhau, nhưng mà có lẽ thì cái kết của nó sẽ dễ hơn hoặc là hơi khó hơn xíu ấy. Đấy, thì vừa nãy thì mình đã review cho anh em xem những cái sự kiện mới cũng như là những cái vật phẩm mới sắp ra mắt cho anh em. Đấy thì anh em nào thấy cái video của mình hay thì cho mình subscribe cái kênh cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình cho anh em. Khá là ổn nếu mà nó ra mắt ở server Việt Nam. Đấy thì mình nghĩ là nó sẽ trong cái thời gian sớm nhất thì nó sẽ ra mắt ở server Việt Nam thôi. Đấy là theo mình, đấy mình mong là như thế nha anh em. Rồi hiện tại mình có cập nhật được một cái thông tin mới về cái nhân vật mới nha anh em. Thì với cái trang phục này thì nó sẽ trông khá là ổn. Kiểu này thì nó y như cái bộ đợt thời đại cơ khí ở thẻ vũ cực mùa 7 thì phải. Đấy là mình nhớ không nhầm nha, chứ cũng khá lâu rồi bởi vì cái thẻ vũ cực thời đại vũ khí ấy. Ok thì như em thấy thì cái bộ này thì chắc chắn thì nó sẽ kiểu thêm một cái skin gì đấy cho em khá là đẹp đúng không? Theo mình đánh giá thì cái bộ trang phục này thì cũng khá là ổn, khá là ok. Nếu mà nó ra mắt thì chắc chắn thì cũng sẽ có khá là nhiều anh em mua ấy. Hiện tại thì ở cái phiên bản này thì là phiên bản thử nghiệm, phiên bản cập nhật trước thì hiện tại ở đây mình có thể mua bằng vàng anh em. Đấy, tất cả thì anh em có thể mua bằng vàng được những cái bộ đồ như thế này. Đấy, anh em mua bằng vàng anh em, khá là ổn, khá là ngon. Đấy, anh em có thể sang cái phiên bản thử nghiệm này để anh em có thể sở hữu được cái bộ trang phục này để anh em có thể trải nghiệm trước nha anh em. Đấy, khá là đẹp đúng không? Cái đầu của nó như cái kiểu mà bộ đồ trong cái shop run điểm huyền thoại ấy, anh em có thể sở hữu được nha. Đấy, không thì anh em nếu mà anh em muốn kiểu khác thì anh em có thể phối đồ được, khá là ổn bởi vì cái bộ trang phục này rất khá là ok rồi, theo mình đánh giá rất là ok luôn. Rồi, ok thì mình đã review cho anh em xem những cái sự kiện mới cũng như là cái thông tin mới nha anh em. Đấy thì như trên màn hình thì anh em có thể thấy thì đây là một cái sự kiện vào ngày 14 tháng 7 nha anh em. Thì ở đây thì anh em có thể nhặt được những cái huy hiệu cái phao này, cái phao bơi. Đấy, trong những cái bến vệ cũng như là những cái huy hiệu mặt trời và những cái huy hiệu mũ nha anh em. Anh em sẽ đổi được những cái phần quà là một cái bộ trang phục nữ. Đấy, cái bộ trang phục bơi nữa cũng như là những cái ba lô này. Đấy, cũng như là ván lướt khá đẹp, khá là ổn, trông cũng rất là ok luôn. Đấy, bởi vì mình nghĩ là cái sự kiện này thì nó sẽ sớm ra mắt ở server Việt Nam. Bởi vì hiện tại thì ở server Việt Nam thì mình vẫn chưa thấy gọi là những cái thông những cái nhúc nhích gì về những cái thẻ vũ cực nhập cái shop này. Đấy, rồi ok. Thì có lẽ thì đấy thì mình cũng có cập nhật được một cái thông tin mới. Đấy thì những cái thông tin mà mình cập nhật thì nó cũng sẽ một phần nào đấy thì nó sẽ giúp anh em gọi cập nhật những cái thông tin mới nhất về game cũng như là sẽ giúp anh em lường trước được những cái gì nó sẽ sớm ra mắt cho anh em để anh em có thể kiểu như anh em tiết tiền, tiết kim cương để anh em có thể mua cho anh em. Khá là ổn bởi vì những cái bùa ngoài này thì anh em sẽ nhận được một cái hết động này cũng như là một cái combat panda cũng như là một cái bộ trang phục mới. Đấy, anh em đăng nhập vào thì anh em sẽ nhận được những cái hiện động và những cái skin súng nha anh em. Mình nhớ không nhầm là vừa nãy thì mình còn thấy là 7 ngày thì phải. Khá là ổn, rất là ok đúng không? Rồi, ok thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình. Đấy thì mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây nha anh em. Rồi, ok bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nha.